đua xe cho tôi, đua xe, đua không đua nè, hên 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 hên, go go yeah, rồi xong 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 xong, đã số xuống nè, xuống rồi, chào mừng anh chị đến với chuyến xe một đi không trở lại, mời xuống xe, mời xuống xe đi nè, đi đâu đi đâu, đi bà nội mày, mày làm gì vậy? Quá hỏi chị đi đám không chút đó, em đi chung với chị vui, không có chơi à, vậy làm gì vậy? Xịt mấy cái tắt chứ làm gì? Dục đại để xịt gì đó. Dục luôn, nghĩ dục đi. Không có mang cái nguồn đồn nữa. Đúng rồi, một chút mình đi đám mà xịt gì? Không có sơ xịt gì đúng nữa. Đúng rồi, chứ. Đi vô nhà. Ây, trời ơi, banh ghê xuống của tao luôn rồi. Quy ơi là Quy mày bá không mà Quy ơi. Gãy chuyện nó chồng đánh đâu mau nâu mắt luôn. Đâu sao đâu. Rồi chắc này mày sao mệt với bày thiệt luôn Quy. Mày bá không à. Chị em đi trang điểm hay này kia đi. Đi đâu? Đi trang điểm nó chèo đi qua banh đám chứ đâu. Trời ơi, trời đi đám thì chịu đi chứ trang điểm gì tao trời, quẹt miếng son cho đi quẹt vậy. Cái gì chị à, chị phải trang điểm cho đẹp lên lộng lẫy lên chứ. Thôi 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 thôi, tao lại mày quên. Đi về trang điểm liền đi. Xong đi. Ờ về trang điểm đi. Trời ơi nhiều đó. Ôi là. Mày đi về bán giùm tao một cái. Rồi hai em về chị em qua nha. Rồi. Quỷ sứ thiệt chứ. Đang làm gian dở hả thiệt. Rồi hư luôn rồi. Ôi. Báo không à. Rồi. Ủa bà ơi. Gì vậy? Bà thấy cái quần tay mới mới của tôi không? Quần tay mới nào trời? Quần tay mới mới để tôi đang ăn đám cưới hoài đó. À cái quần đó hả? Ừ. Tôi giặt rồi chứ cúp hô. Gửi hồi lấy gì tôi đi đám. Ai mà biết đâu, bây giờ ông mặc đỡ cái quần trong kia đỡ đi. Quần trong kia. Để tôi lấy cho. Cái quần này rộng chà bá chưa có đi sửa lại nữa. Sao tôi bận được? Thì lấy gì nịch nịch vô. Cái quần tụt nốt hả? Vậy. Bà nghĩ sao? Bà nghĩ sao cái tướng tôi gì bà để mua cái quần 31 32 bằng cái đường nào? Thì lấy gì nịch bận vô. Gì nịch đâu bận. Sợ đợi tôi xíu. Nè. Rồi lấy cọng dây gì vậy? Thì quắn vô, đỡ đi. Nè, cái quần nè. Ê. Nè, tước nha. Không biết sao mà mặc cái quần này đi được nữa. Sáng mà giặt cái quần nó chi vậy trời. Đã tôi nói hôm nay đi đám rồi còn giặt nữa. Ai mà biết được ông bữa nay không mặc cái quần đó đâu. Nè, quắn đỡ đi. Hồi chiều rồi ngày mai rồi. Này đang nhậu dục nè, 1 2 3 2 3 2 3. Trời ơi, bà đang làm cái gì? Ừ lại. Bà làm gì vậy Dưỡng? Qua hỏi chị chiều có đi đám không à? Có sao không? Cái bà gì vậy? Đang cột cái quần cho thằng Thống nè. Nó cái quần tuột. Cái quần hôm bữa ông Quy nó chia nó bạn không vừa nó chia lại nè. Chia lại ghẻ. Nghĩ sao cái thứ ông Quy sao mua quần. Siết nè. Đi mãi luôn đi ông nội, hết hồn chứ nghĩ đi xong không có làm gì nữa hết trơn á chị. Ngủ à. Mà làm gì mà xưa muốn cắm đầu luôn vậy? Trời ơi Dương. Mày làm xíu chổng được thì làm coi. Hên là tôi lẹ tay thôi, lẹ tay tôi bay ra ngoài. Rồi. Rồi. Thấy vợ vợ vậy bớt thì hù giùm cái đi. Rồi em biết rồi. Ừ. Chết siết này mệt quá trời, ngày nghỉ ngày mệt quá kìa. Không có làm gì nữa trơn á thiệt. Ôi quỷ sứ đó thiệt chứ. Tối ngày nó hù hoài luôn. Rồi. Chỉ siết cho đàng hoàng vô nha. Rồi. Bữa ông kêu một cộng địch luôn cũng không mua nữa. Rồi mà cái áo nào gục xuống gì là không có ai thấy đâu. Đó. Được rồi đó. Cái quần cái áo. Thôi cắt bớt cái này cho. Ơi chị Chính. Trời ơi, mày liễu nè. Đi đâu mà nãy. Đi coi hai đứa này nè, nó cưới xong rồi chừng nào nó ly hôn. Đi. Ê, trời ơi bà nội ơi. Em liệu. Dạ biết giờ em hay liệu rồi. Ơi nè. Cảm ơn cô. Ôi, công nhận mặt đẹp trai dễ sợ nè, hạnh phúc hai đứa nha. Dính con mắt con nhỏ này dính vô thằng này. Bà nội ơi, làm hết hồn hết trơn. Sao nãy vô đây? Biết sao không? Tại vì không có đi được. Tại vì ở nhà nằm ngủ xong hai chồng tính đi bơi. Trời tôi nói gì vậy trời? Chào cả nhà nha. Thôi chào chị. Thôi em vô nha. Thôi vô đi. Dạ cảm ơn cô vô. Coi giùm té nha. Rồi. Mời hai chồng nha. Dạ, dạ, cảm ơn anh Quê nhiều nha. Cảm ơn hai vợ chồng nha. Cảm ơn Thấm nha. Rồi. Trời ơi, này dặn nha, con Liễu chồng mới cẩn thận nha. Có gì hả? Cảm ơn em nha Trường An. Ủa cái này lớn gì hả? Dạ. Rồi cảm ơn con nha. Cảm ơn Khải nha. Cảm ơn Dưỡng nha. Rồi, nè. Ồ, trăm năm hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn cô Sáu nhiều. Nè tay.
Cảm ơn hai vợ chồng mà nghe. Ôi, cảm ơn Chánh nha. Cũng gán. Ừ, phải gây giúp vui chứ Chánh. Ủa mà sao? Thưa cái này béo ha. Cái này là của bà. Rồi sao mà tự nhiên cái rồi rồi sao giờ lại đi đi sắm lại mà chúng qua nhà bà tôi kiếm bà mà không gặp. Đi hái đi xả lúa. Rồi rồi nói nghe. Quá trời mừng luôn, biết sao không? Chiều nay đó chị đủ nó là mưa tới. Cái sao mưa xong? Mưa rồi xong rồi tí xíu là bánh trắng chị luôn. Ôi mày bà ơi, nhiều. Ra là tao vỗ vai mày cái nhẹ luôn á liệu. Rồi làm hết hồn bà nội ơi. Ăn đi cháo ăn rồi. Biết sao không? Bạn cua cháu nó mình cảm thấy mình hạnh phúc mà vui lây. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn cô. Rồi. Cô chú ăn nhiều nhiều vô nha. Rồi. Trời vui rồi bữa nay nghe tiệm đâu quá ha. Coi khó đi chừng nào lấy vợ nè. Hả? Hả? Lấy vợ hả? Ừ. Còn lâu. Ôi là trời nè. Trời ơi, vô đi chị Điểu ơi. Vô. Vô. Trời ơi. Trời ơi, Bích ơi. Biết bá Liệu còn ấy nữa. Trời đã rồi. Trời ơi, cũng nhỏ rồi. Trời ơi. Vô. Trời ơi, đẹp cái gì vậy? Trời ơi, mới mua nè bà. Uống đi chị Điểu. Chị Điểu ơi. Hết chưa luôn má ơi. Trời ơi. Nội ơi. Nhỏ này cái chồng của bà vậy? Mày nhỏ quá. Thôi vô đi mọi người, vô rồi chưa, vô liễu rồi. Vô mọi người. Thôi vô thoải mái mọi người. Em xin lên rồi. Alo. À, thì bà lời nói đầu tiên kính gửi cho quan viên hai họ và toàn thể các bạn có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay là chúng sức khỏe lời chào trân trọng nhất ạ. Thì được đại diện của bên nhà của cô Chính đây là mời em lên làm MC cho cái chương trình đám cưới này nha. Thì lần đầu lời nói đầu tiên thì mời chú gửi là Nguyễn Văn Tài lên sân khấu được không ạ? Dạ. Và cô dâu là Trần Thị Lanh. Trời ơi, hai chồng Tài Lanh đi sợ. Tài Lanh của bà lên mời đi. Dạ, chị đứng bên đây đi. Và mời cô Nguyễn Thị Bé Chính lên đây ạ. À. Và chú Trần Văn Bảy. Thì cô dâu chú rể có đôi lời nào phát biểu với quan viên hay họ phía dưới không ạ? Hôm nay là ngày vui của hai vợ chồng con thì cảm ơn cô chú và anh chị em đã có mặt chung vui với tụi con ạ. Dạ con cảm ơn. Nói đi. Cô dâu nói đi. Cảm ơn cô chú anh chị nha. Dạ gia đình ít nói, Cười lên con, cười lên. Dạ con mời cô Nguyễn Thị Bé Chính ạ. À. Thì cái cô cũng ít nói là. Ê, xong rồi. Thôi khỏi cưới gì chừng hai đứa xong bem vô chổng rồi hai đứa còn quậm nha đi rồi xong rồi về. Không có cưới gì chừng. Ấy trời ơi bà nội ơi. Chị hỏi là bà Chính đẹp quá em làm gì vậy? Bà Chính mới đẹp. Ui. Bà nội thì có chọt đuôi rồi. À vui. Dạ cô Chính nói thông cảm đi Liệu nó liệu mà. Trời ơi đó giờ ai không biết nó liệu đâu đúng không? Đúng rồi. Có chọt. Chị nói ít thôi à. Thì thiệt là ngày hôm nay là mọi người đến là vui với chị là chị mừng lắm rồi. Có nhiều đó thì ăn đi ăn uống cho thoải mái nha mọi người. Thì có ăn có ngon có dở gì cũng góp ý nha. Rồi. Ôi thì tình dễ thương gì đâu. Ăn xui. Dạ mà chú Bảy. À, cũng cảm ơn mọi người nha. Trời ơi. Dạ vâng, cảm ơn cho gia đình của chúng ta. Mời gia đình chúng ta của chúng ta. Mời ly rượu, ly trà cho tất cả quan viên hay họ ạ. Rồi. Tiếp tục. Vô nha nhà. Đứng trên dưới ai chương trình này chưa hết nha. Vô. Trời ơi, bà nội ơi. Chị kêu em vô đi kìa, em gọi em ăn không à. Trời ơi. Bà nội Chính má chọt cái hết hồn hết trơn hả? Anh có sao anh không cảm nha. Chị mới kêu bé sao rồi kêu làm gì? Kêu tôi lắm đây là hai đứa là vô. Ủa, Liễu. Ôi bà nội ơi. Trời ơi, tao quen tao. Ơi, quân nhân cảm gì nha. Liễu. Sao rồi? Dạ bây giờ là xong cái phần làm lễ rồi thì bây giờ mình có đến một cái tiết mục là chương trình hát với nhau và ăn với nhau văn nghệ. Hả? Nghệ. Dạ, có hai máu nghệ sĩ cơ mà lên đây cùng giúp vui một bài cho mà. Giống bạn chứ. Em hát nhạc tao hội chung. Trời ơi. Ê chị nè. Thôi hát cái đi. Dạ chị hát bài gì?
chị hát bài hãy đến, hãy đến cho đêm này. Hãy đến, hãy đến, hãy đến cho đêm này. Không phải cái beat đó. Cái gì beat đó, cái gì beat đó. Cái gì beat, cái gì beat. Dạ đúng rồi. Đã chưa? Làm ăn đàng hoàng. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Rồi. Rồi sao không mở cái beat lên? Anh ơi, mở giùm em. Mới mở rồi, bà chưa hát đó. Ủa gì hả? Hey! Vợ con cô ơi. Hey! Gì vợ con cô ơi, trời ơi. Gì vậy? Bà nội lên hết hồn. Bà nội ơi, bà lên giọng hết hồn chân. Em hát bài đi. Trời ơi, em hát hả? Hát đi trời ơi, tôi hát ca. Lên lên đây nè, em hát bài đi. Hát bài nào mà dễ dàng. Dễ dàng. Cô đi cô không? Em chị không bao giờ chứ. Viên phạm gì đó. Viên phạm. Không. Nói chọt cũng liền liền đó. Bài ok chia tay. Ok chia tay. Bấm giùm em bài ok chia tay bét 2 bản số 2 anh ơi. Rồi. Tôi tâm hát bài gì kỳ vậy? Rồi, hát cho hát nè. Xong, bà nổ vô từ từ. Rồi, để tôi phát biểu cho cháu nó vui một cái. Rồi. À, mọi người ơi, hôm nay thì cảm ơn mọi người đã đến đám cưới của hai đứa này. Ngày mai nó chia tay. Ủa, nó vậy? Nó mày lạ. Ủa, bà nội ơi. Ông nội giống trọt ngoài. Rồi. Thì cảm ơn mọi người đã đến với đám cưới của hai đứa cháu tôi. Thì hai đứa cháu tôi rất là hạnh ngày hôm nay. Thì chứ làm cô nói chung là làm cô coi như nhìn hai đứa này cho đám cưới mà cũng thiếu nợ nè. Đi sao không có tiền. Nói gì vậy em? Nói gì vậy? Ừ, ông nội ơi. Giỡn xíu. Thì không nghĩ thì tôi mệt quá, tôi mệt. Hôm nay tụi nhỏ hạnh phúc thì tụi lớn cũng hạnh phúc theo tụi nhỏ. Thì em xin gửi mọi người đến một hát được mang tên là ok chia tay. Bắt bài đó đi. Trời ơi. Sẵn hết trơn rồi, giờ mình hát đúng không? Ờ. Rồi em hát đi chị. Không. Chị vỗ tay hát bài gì kìa. Không, nãy nó hát bài đó đâu, tại nó chọn em liệu mới chọn bài đó đó. Em hát bài gì? Cho em lại bài đi, bài đám cưới miền quê. Đám cưới miền quê. Đám cưới miền Tây, đám cưới miền Tây lộn. Đám cưới miền Tây. Nó chọn em hát. Nó cho xong rồi xong. Ok, hát nghe anh nha. Ồ, rồi vô. Bà nội ơi. Rồi mọi người vỗ tay cho nhà mọi người ơi, cho nhà tay đi. Đó bài u du quá. Hát cho mọi người, hát cho mọi người. Rồi, em hát cho mọi người, nha. Dạ. Ô vui quá xá là vui, đàn trai bên gái ai nấy cũng buồn hiu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát sung dày cho ngắt ngay cái quần què. Thầy Bảy đang nói với con mẹ chính, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Tài. Ăn cưới xong rồi tôi với anh đi quẹm nhau. Ô vui, trời ơi. Vậy bà đang vui. Mày tao lại mày đi, sao tránh ơi. Thôi, giờ nghỉ ha, rồi hát là giường chưa cấu là cho bà luôn đó. Ôi, làm lại đi anh ơi. Tránh xa là chị ra. Nhảy nhảy em. Ê, có chọc nó nữa nha. Rồi. Ô vui quá xá bà con ơi, đàn trai mà bên gái ai nấy cũng đều vui. Ngày xuân cái mặt với quần què, ăn Tết xong rồi tôi với anh đi quèm làm xui. Đàn trai đang nói với đàn gái, tôi tính năm này hai đứa mình đi trốn nợ. Rồi sau ngăn cưới xong rồi tôi với anh đi Bình Dương bán nước tương. Sao mà mày chồng với đứa hoài vậy? Tại thấy bả hài quá. Ui. Cô mày đặt đi lâu lâu đi ra về mày đứng cái gì? Dạ đi mày. Em nghỉ hát rồi chị ơi. Em mệt với quỷ này quá. Muốn cái thằng MC gì nhây con nhỏ tao. Cái này là MC miệt trường. Bạn chị Liên cũng đã góp vui một tiếng hát cảm mà vui quá. Không có vui luôn á. Mệt chết luôn ngoại. Nói ra ăn nè ngoại nè. Nè lúa cái nhãn luôn xong. Nhả nhả ra. Ô nhả cái nhãn nha. Ui. Còn ai có gì hát ngại không ạ? Em xin mời lên đây góp vui một chương trình đưa của ngoại. Đang đi hát không? múc ra đi, múc xong rồi nè, múc ra nè, múc vô cái múc vô xong rồi cái mình làm cái gì tiếp, rồi đổ ra tiếp nè, đổ ra xong mình đổ ra đây rồi xong cái một chút, mà đừng có chọc, mình múc ra mình ăn, quý, cái chọc của mày vậy.
Tao mệt. Hát bài gì anh Thống? Bài mấy nhảy chưa? Chị bài hôm nay thì đám cưới của hai đứa cháu đây thì hôm nay lúc bà ngoại ăn kìa. Lúc bà ngoại ăn ngoại. Ngoài ăn chén luôn. Trời ơi, liệu chồng quá nữa. Chịu nước cho đỡ mệt chị Liễu ơi. Rồi, cái gì sao? Thôi đừng nhọc dẫn nữa mọi người. Trời ơi, anh lên hát đây Liễu lên đây. Đổ mồ hôi mấy này. Ăn uống thở thang chị ơi. Uống hết luôn chị Liễu. Uống mạnh vô, mạnh vô, mạnh vô, mạnh vô. Trời ơi. Quá chị Liễu. Không đây á. Trời ơi, cái gì vậy chị Liễu? Vậy chị Liễu. Hôm nay đến với chương trình thì em xin gửi tặng đến cô dâu chú rể và toàn thể các anh chị đây một bài hát rất là vui và sôi động nha. Cho em bài thất mộng tình cho anh đây. Có thì em bài thất mộng tình anh đây. Gì mết cho mọi người mộng cũng được. Gì mết mà. Gì mết là chắc cơ vui. Xây giấc mộng ban đầu. Yêu người thờ tối đôi mươi em đang độ trắng tròn. Từng ngày qua vô áo em đắm ngoài cuộc tình hai mươi năm. Cuộc tình dở dang khắc sâu trong lòng. Ê kìa. Chị ngoại hát nữa. Bài đó hả? Bà làm cái gì vậy? Bà còn cái chuối, đứt cái chuối rồi nè, còn cái khác không? Để cũng... Vợ đi là vợ. Vậy đâu mà lấy đi chợ đi bèn ơi. Là lỗi kỹ thuật xíu mọi người đó. Anh lấy cái móc mở đi. Trời ơi, mày lấy cái móc mở đi. Đâu không có được hơn á là đỡ dưới. Cái móc trời ơi. Xin lỗi mọi người vậy. Xin lỗi mọi người nha. Ôi trời ơi, sao mình nói vậy? Cái máy. Bỡ quá thì mắc cỡ rồi bà ơi. Mắc cỡ còn đứng giữa sân khấu nữa, anh ta vô trong cánh gà đi. Dạ không sao đâu, anh Thống thuộc cái quần của Hà mọi người, không có gì hết trơn mọi người. Mày mày còn la lên nữa. Trời ơi, sao mà mắc cỡ vậy? Vậy đúng mà. Đây, giỡn tay đi, giỡn tay đi, giỡn tay đi. Còn ai muốn góp vô chương trình á mọi người lên đây với em ạ. Rồi, em xin phép em về trước nha. Em về trước rồi, quá nhục rồi. Ủa, sao lại em mà?